Một kênh như vậy là mấy trăm đô một tháng. Bị chia sẻ cái bí mật mà hầu như không có kênh nào tại Việt Nam nói về vấn đề này hết. Tư Bì là một trong những kênh nói đầu tiên về vấn đề này tại Việt Nam. Xin chào các bạn, mình là Cơ Bì. Cơ Bì hân hạnh tái ngộ của các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay Cơ Bì sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể kiếm được nhiều view trên kênh YouTube. Và Cơ Bì đã thực hiện YouTube của mình đúng 1 năm. Và cái lượng người xem của Cơ Bì là từ 10.000 tới 25.000 trong một ngày nha các bạn. Và hiện tại tổng số lượt view của mình đạt gần 3 triệu view. Và Cơ Bì đã thực hiện 4 kênh trên YouTube. Và đây là cách mà Cơ Bì có thể lấy được nhiều view từ YouTube. Cách mà Cơ Bì chia sẻ cho các bạn, theo như mình biết là tại Việt Nam chưa có ai chia sẻ về vấn đề này hết. Tại vì đó là một trong những cái bí mật để người ta làm YouTube. Nhưng mà kênh Cơ Bì là kênh chia sẻ review là miễn phí, không có kiếm tiền từ việc YouTube, cũng như là muốn chia sẻ cái tốt cái hay đến mọi người thì Cơ Bì sẽ không giấu cho các bạn cái điều gì hết. Và đây là một cái điều mình nghĩ là điều đầu tiên mà một kênh YouTube nói về cái bí mật và cái bí quyết để làm nên phát triển một kênh, thì Cơ Bì sẽ chia sẻ bạn rất cụ thể và các bạn nhớ xem cho đến hết nhé. Điều tối quan trọng để mà làm cho YouTube đạt được nhiều view nhất triệu view là các bạn cần phải xây dựng một cái mega database cho YouTube. Tức là các bạn phải tạo ra một cái nền tảng trong cái hệ thống YouTube để cho YouTube hiểu rằng cái kênh của bạn làm về vấn đề đó và về chủ đề đó. Từ đó nó sẽ đề xuất cho những người xem khi tìm kiếm về chủ đề đó liên tục xuất hiện một chuỗi video về bạn. Và cách làm như thế nào thì Cơ Bì cũng chia sẻ với thật sự cho các bạn. Để một kênh mà phát triển thì bạn cần ít nhất là 33 cái video. Từ đó bạn mới có thể tạo được cái data space trên YouTube. Chứ bạn mới đăng 1-2 kênh YouTube trên video thì không bao giờ bạn được nhiều view đâu các bạn. Cái đó là mình chắc chắn các bạn luôn. Ít nhất là 33 video. Với cá nhân Cơ Bì là Cơ Bì cần phải gần 7-8 tháng thì Cơ Bì mới đạt được điều đó. Tại vì còn những cái người ta mua view hay người ta chạy quảng cáo thì mình không có nói rồi. Cái này kênh Cơ Bì là kênh hoạt động tự phát, tự phát triển. Mình không có can thiệp kỹ thuật cũng như là mua view hay mua sub gì hết á. Tất cả đều rất là tự nhiên. Mà cần như vậy thì chúng ta cần phải nỗ lực đúng 33 cái video trở lên nha các bạn. Sẽ nói về cái chủ đề của kênh. Lý do tại sao các bạn nên chọn một chủ đề duy nhất cho cái kênh của mình. Tại vì YouTube nó sẽ hiểu theo là cái kênh bạn làm chi về cái đó. Và tất cả những cái video của bạn đều làm về cái chủ đề đó. Thì từ đó YouTube mới đề xuất và kéo theo những cái video khác đi theo cùng nó. Đây là một cái điều tối quan trọng. Bạn nào đang làm một cái kênh mà rất là nhiều chủ đề như Cơ Bì trước kia thì các bạn nên bỏ chuyện đó. Cơ Bì trước kia làm du lịch, làm ẩm thực, làm review, làm cách kiếm tiền online. Nhưng mà sau khi Cơ Bì phát hiện ra vấn đề này, Cơ Bì xóa hết tất cả những cái video về du lịch, về ăn uống, mà Cơ Bì chỉ chuyên tâm vào cái việc là kiếm tiền online. Cơ Bì muốn làm về ẩm thực, về du lịch thì Cơ Bì tạo ra một kênh mới. Thì từ đây Cơ Bì đã tạo được cái phần mà database về chủ đề kiếm tiền online trên kênh YouTube. Cái vấn đề Cơ Bì muốn cho các bạn biết là tối quan trọng luôn mà đa phần 90% các YouTuber tại Việt Nam mắc sai lầm. Đó chính là các bạn phải đặt tựa, đặt tag, đặt miêu tả và cái phần tag cho video phải cùng với nhau. Ví dụ 33 cái video Cơ Bì đưa lên tất cả đều cùng một cái tag, cùng một cái tiêu đề, cùng một cái phần miêu tả. Như vậy đó mới tạo được cái database. Chứ hôm nay bạn đặt tựa này, hôm nay bạn đặt tag khác, hôm sau bạn miêu tả khác thì hoàn toàn YouTube nó sẽ không hiểu và nó không có đánh giá cái kênh của bạn là cùng nội dung mà nó đề xuất cho người xem. Từ đó các bạn hạn chế view rất là nhiều. Cái này điều tối quan trọng, các bạn ít nhất là có thể các bạn làm cái tựa giống nhau hết cho Cơ Bì. Như Cơ Bì chỉ cách kiếm tiền online từ trên xuống dưới 200 cái video Cơ Bì đều là cách kiếm tiền online. Cùng đặt cùng một cái tag, cùng đặt một cái miêu tả, cùng đặt một cái hashtag cho cái video đó. Cơ Bì không có thay đổi. Cơ Bì sẽ đặt cái giờ chính xác. Cơ Bì hay post
video của mình vào khoảng tầm 11 tới 12 giờ trưa Việt Nam, thì tất cả những cái video của mình đều đặt vào cái khoảng thời gian đó. Lâu lâu mình sọc ra sọc vô cũng ok, nhưng mà tuyệt nhiên 90% là cơ bị đều đúng giờ và cũng như đúng cái tên, đúng cái tag, đúng miêu tả, để từ đó các bạn mới được tạo được database cho YouTube. Và những điều cứ bị chia sẻ cho các bạn là cứ bị không có giấu gì hết, những cái gì cứ bị làm cứ bị chia sẻ rất là cụ thể để cho tất cả mọi người đều có thể làm YouTube cũng như là phát triển kênh của mình, từ đó có thể kiếm tiền. Cá nhân cứ bị là kiếm một kênh như vậy là mấy trăm đô một tháng các bạn, rất là ok nếu như các bạn có chí và các bạn muốn làm về YouTube một cách lâu dài và rất là nghiêm túc. Thì đây là cứ bị chia sẻ cái bí mật mà hầu như không có kênh tại Việt Nam nói về vấn đề này hết. Thì Cư Bì nghĩ là Cư Bì là một trong những kênh nói đầu tiên về vấn đề này tại Việt Nam. Thì mình mong là các bạn sẽ follow cũng như comment nếu muốn Cư Bì làm về chủ đề nào, về sản phẩm, về app và cách thức như thế nào. Cư Bì xin hứa sẽ tìm hiểu những kiến thức bên Mỹ và chia sẻ cụ thể và rõ ràng nhất cho đến cho các bạn, để từ đó chúng ta cùng có khả năng kiếm tiền online như nhau. Và Cư Bì cũng đã có một cái playlist danh phát về cách chuyên về YouTube kiếm tiền online. Cư Bì chia sẻ rất là cụ thể từ cách các bạn tìm cái video để làm, cách các bạn làm video không cần thấy mặt, cách các bạn có thể đặt tag, các bạn tìm tag đang hot nhất, tìm cái chủ đề và cách các bạn tối ưu thumbnail, tối ưu video và làm SEO cho cái video. Thật sự đó là một khối công việc rất là khổng lồ. Thì mình là cái người chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết. Các bạn có thể vào ở bên đây, các bạn tìm vào danh sách phát, là một cái danh sách làm YouTube. Cứ bị hứa là những cái gì mới cứ bị được chia sẻ hết cho tất cả các bạn. Thì bạn nghĩ đi, một cái người tai ngang như mình nhảy vô làm YouTube trong vòng có một năm, hiện tại bây giờ kênh của mình một ngày tiếp đón khoảng 15.000 lượt xem. Mình không nói cơ mình lớn, nhưng mà mình nghĩ là mình có thể một chút kiến thức nào đó mình đã chia sẻ và nó đạt được một ít gì đó và mình muốn chia sẻ lại cho các bạn, để từ đó các bạn cũng có thể làm được giống như mình. Và mình hy vọng là các bạn sẽ xem với tinh thần là mình học hỏi thêm. Nếu như khác ý các bạn thì bạn cũng đừng tiêu cực, comment tiêu cực, tại vì nó cũng không có giúp ích được gì cho người khác và cũng như làm cho chúng ta thêm cái những nguồn thông tin khác. Thì đây là cách mà Cư Bì nghiên cứu tại Mỹ cũng như cái YouTuber tại Mỹ. Thì các bạn có thể vào là Neil Patel hoặc là cái ông Jimmy Glenn, chính là những chỗ mà Cư Bì đã học về cách kiếm tiền online cũng như là cách mà Cư Bì tối ưu video mình, cách làm YouTube, Facebook và Instagram. Và hôm nay Cư Bì chia sẻ hết cho các bạn. Ok, Cư Bì đã chia sẻ xong cho các bạn cách làm YouTube, cách kiếm triệu view như thế nào cho cái kênh YouTube của mình. Thì mình mong là các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và comment. Và cái thứ hai nữa là Cư Bì mong là các bạn sẽ ủng hộ những kênh YouTube phụ của mình. Đây là những kênh YouTube mình làm về kiến thức của thế giới cũng như là cách những câu nói hay của doanh nhân và một cái vlog của mình về cuộc sống tại Mỹ cũng như chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình, chứ không gói gọn trong nước Mỹ. Mình sẽ đi tất cả các nước trên thế giới và từ đó mình làm cái vlog về du lịch cũng cho các bạn xem để khoay thôi, chứ mình cũng không nghĩ là sẽ được đạt nhiều view, tại vì mình cũng không có chuyên về du lịch. Cái nào mình chuyên thì mình làm. Thì mình mong là các bạn ủng hộ ba kênh này ha. Cũng không nghĩ là sẽ được đạt nhiều view, tại vì mình cũng không có chuyên về du lịch. Cái nào mình chuyên thì mình làm. Thì mình mong là các bạn ủng hộ ba kênh này ha. Oh, 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 oh